Girl from Nowhere, cô gái đến từ hư vô, khi những mặt tối của học đường bị phơi bày quá trần trụi. Thái Lan từng làm không ít những bộ phim học đường kinh dị, nhưng hiếm có phim nào thành công như Girl from Nowhere, cô gái đến từ hư vô. Với sức hút khắp châu Á, bộ phim đã trở thành một trong những biểu tượng không thể bỏ qua của truyền hình Thái Lan. Cô gái đến từ hư vô xoay quanh một cô gái tên Nano, hay còn được đồn đại là con gái của quỷ. Xuyên suốt hành trình của Nano, những bí mật của các ngôi trường tại Thái Lan được lật mở, hé lộ những góc khuất kinh hoàng của chốn tôn sư trọng đạo mà hoàn toàn có thể xảy ra ngoài đời thật. Thậm chí, có tình tiết, vụ án của phim còn được lấy cảm hứng từ những sự kiện ngoài đời thật, khi tệ nạn len lỏi vào chốn học đường tạo nên sức hút không hề nhỏ. Girl from Nowhere là bộ phim mang đậm tính giải trí, đầy thu hút vì chủ đề học đường được kết hợp với yếu tố tội phạm, tệ nạn và bạo lực đầy gai góc. Thậm chí, phim còn lồng ghép nhiều hiệu ứng kinh dị để khiến khán giả trở nên ám ảnh. Qua hai mùa phim, nhiều vấn nạn nghiêm trọng của chốn học đường được Girl from Nowhere khai thác khiến người xem phải rùng mình. Từ xâm hại tình dục, bắt nạt, gian lận, nạo phá thai, phân chia giai cấp đến sống ảo, ma cũ bắt nạt ma mới. Những chủ đề mà Girl from Nowhere có cảm giác vừa xa lạ, vừa rất gần gũi, chỉ có điều tình tiết trong phim đã được làm đố đúng chất truyền hình. Mỗi ngôi trường mà Nano truyền đến đều đầy dẫy những bất cập và tệ nạn xã hội. Tập đầu tiên của phim mang tên The Ugly Truth, Girl from Nowhere đã vạch trần mặt đen tối của nơi tưởng như là trường học trong sạch nhất của năm. Ở đây, một thầy giáo đẹp trai, đạo mạo hóa ra lại là một tên yêu dâu xanh chuyên lạm dụng các học sinh nữ, sau đó quay video lại để khống chế, khiến họ phải im lặng, nghe theo lời mình. Vấn đề bắt nạt, canh đua thủ ghét cũng được Girl from Nowhere khai thác nhiều lần. Điển hình có thể kể đến tập Apologist, khi Nano bị chính các bạn nữ ganh ghét, gài vào phòng kín rồi để nam sinh hãm hiếp cô đến chết rồi phi tang sắc. Sotus, tập thứ 5 của mùa 2, có thể được coi là một trong những tập phim tàn nhẫn và khó xem nhất, khi vấn nạn ma cũ bắt nạt ma mới được phim cho lên thớt. Bắt đầu từ những trò đùa cợt nhả, biến thái như trò bò trên đất, hát tục tĩu, Nano dần biến tướng trò chơi này thành một trải nghiệm nhục nhã, chết người cho những kẻ chủ mưu. Sotus thực chất chính là tên của một phong tục có thật, xuất hiện tại nhiều nền văn hóa học đường. Tại đây, các học sinh cũ sẽ sai khiến ma mới bằng nhiều trò tiêu khiển đầy tính lăng mạ, phản cảm và tàn nhẫn. Các nạn nhân của bạo lực học đường cảm thấy được an ủi khi Nano trừng trị kẻ ác. Sức hút lớn nhất của Girl from Nowhere chính là Nano cực kỳ dứt khoát trong việc trừng phạt những cá nhân gây ra tội lỗi. Một khi Nano xuất hiện, không kẻ ác nào có thể ung dung trốn thoát. Việc những kẻ gây tội nhận được sự trừng trị thích đáng cũng là yếu tố gây kích thích dành cho khán giả, cũng là đối tượng đã hoặc đang ngồi trên ghế nhà trường, là người ít nhiều chịu đựng tệ nạn, bất cập mà phim đưa ra. Vấn đề học đường trong phim không chỉ đến từ các học sinh mà đôi khi còn từ giáo viên. Khi bị ám ảnh bởi bệnh thành tích, sức chịu đựng bị đẩy tới giới hạn, hay phần con lớn hơn phần người, các nhà giáo của Girl from Nowhere cũng bộc lộ sự đen tối, máu lạnh hay thậm chí là biến thái của mình. Việc khai thác mặt tối của giáo viên vốn là một trong những chủ đề có phần nhạy cảm, cho thấy Girl from Nowhere rất quyết liệt trong việc vạch trần những sai phạm của ngành giáo dục. Mặc cho các tình tiết chém giết của phim có phần quá đà, thì nó vẫn là lời tuyên chiến rằng không một ai có thể hoàn toàn vô tội ở chốn trường học, nhất là khi nhiều tội ác, tệ nạn vẫn nhẩn nhơ ngoài đời thực. Sự trù ẻo, thiên vị giữa giáo viên với học sinh cũng là một vấn đề hoàn toàn có thực, không chỉ ở Thái Lan mà cả ở Việt Nam. Tính răn đe mang đến sự ám ảnh cho người xem. Trong tiếng Thái, Nano có nghĩa là nghiệp báo. Chính vì vậy, những kẻ mà cô trừng phạt đôi khi không cần phải chết đau đớn nhưng vẫn sẽ bị quả báo nặng nề. Điển hình như nhân vật Mel của tập phim Choffy, cho dù có bị lột trần bộ mặt ăn cắp, đạo tranh và dối trá thì vẫn được nhà trường và mọi người ủng hộ. Giữa những tràng pháo tay và lời ca tụng ấy, Mel tự đau đớn, dằn vặt và sợ hãi, tự hổ thẹn với chính mình. Sự bất an luôn đeo bám một kẻ phạm tội chính là đòn trả thù đáng sợ nhất của Nano dành cho Mel, và cũng chừa cho cô nàng một con đường sống để sửa sai về sau. Hitso là một tập phim có phần khác biệt của Girl from Nowhere, khi nam chính Dino không hề có ý đồ gì ác độc. Cậu chàng chỉ bị cuốn theo vòng xoáy địa vị, giàu sang của những người bạn cùng lớp, tới mức tự dựng chuyện về một đế chế tiền tài không có thật. Dino bẽ bàng với vở kịch mà Nano giúp dựng lên, khi bố mẹ của cậu phải trở thành người hầu để nhóm bạn nạt nộ, chửi bới và dẫm đạp, hành hạ. Sự nhục nhã của cả gia đình Dino bắt đầu từ đoạn giữa phim, và nó cũng chính là bài học đầy cay nghiệt mà Nano dành cho chàng trai thích nói dối. Có thể nói, các vấn đề học đường trong Girl from Nowhere được miêu tả khốc liệt đến tận cùng. Ở ngoài đời, không phải trường học nào cũng có các vụ án như trong phim. Tuy nhiên, phải để biên kịch để các tình tiết phản cảm lên tới chạm nóc thì người ta mới thật sự phải giật mình vì tuổi nổi loạn ngày nay có thể nổi loạn tới mức nào. Và song song với sự phát triển của công nghệ, đời sống thì cũng rất có thể chính là sự suy đồi về đạo đức khi người ta theo đuổi những giá trị không có thật.